Chi gần 200 triệu đồng chế máy rang cà phê, đam mê với cà phê, anh Phạm Khắc Tường ở thành phố Thủ Đức chi gần 200 triệu đồng tự chế máy rang hạt để phục vụ sở thích của mình. Chia sẻ về sản phẩm của mình, anh Tường cho biết. Mình chơi cà phê đó, thì mình mới tìm cà phê trên thị trường, mình uống và mình không có hài lòng. Rang cà phê nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái hương và vị. Rang truyền thống là họ sẽ dùng củi hoặc ga gia nhiệt lên trên cái chúng rang. Quá trình rang rất là dài, nó khoảng từ 20 phút tới 40 phút mẻ, dẫn đến việc mình phải làm cái máy và rang cà phê theo ý của mình để ra chất lượng ngon nhất có thể. Cái máy này sử dụng công nghệ tạo ra một nguồn khí nóng gia nhiệt lên hạt cà phê trực tiếp. Thời gian rang nó rất là nhanh, là từ 8 cho tới 12 phút. Mô phỏng lại cái quá trình rang nó cần những yếu tố kỹ thuật nào, từ đó mình mới đưa ra thiết kế của cái máy để đạt được cái đặc tính kỹ thuật đó. Khó khăn thứ nhất là phải đi lặn lội tìm ra được một cái thiết bị điện nó phù hợp với mục đích của mình. Cái thứ nhì là những cái không có thì mình phải làm mới hoàn toàn. Ví dụ đây, cái bộ phận gia nhiệt đây, và mình cài đặt chương trình để nó tạo ra mục đích hiệu ứng nhiệt như mình muốn. Gia nhiệt khoảng 400 độ, nó đòi hỏi là vật liệu phải chịu được nó. Mình không khéo thiết kế là sẽ không đảo được hạt cà phê. Quá lớn nhiệt nó cháy hết cà phê, hoặc là nó nhẹ quá nó chai hạt cà phê. Phải làm tới làm lui. Ban ngày thì mình đi làm, sau giờ làm về là khoảng tầm 6 giờ. Xong ngồi ráp máy 1-2 giờ sáng là bình thường. Mình nhớ nhất có một cái lần á, thì cái mẻ cà phê nó cháy, cái nồi này đen thui giống như là kẹo đắng á. Thực sự là mình cảm thấy tuyệt vọng. Ngồi mình điểm lại, nhiệt lượng mình cho vô quá lớn, cho nhiệt độ quá cao. Thì bây giờ mình phải kiểm soát hai yếu tố đó được. Cuối cùng thì mình đã thành công. Đêm đó mình cứ chạy ra chạy vô ngồi nhìn cái máy, xong lấy khăn lau cái máy. Sợ nhiều khi anh thức khuya quá, này kia thì sợ anh ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Kêu là thôi nghỉ đi rồi mai làm tiếp. Mình rất là ủng hộ, thấy ảnh sống trong đam mê của ảnh mà. Nhiều khi hai đứa cũng đi mua đồ, những cái vật tư chung. Cả hai đứa đều rất là vui vì cái điều đó.